tôi cũng ăn nhiều ảnh chăm nhận này đồ ăn mai đã bán được rồi ở xóm không đi tìm ngâm rồi đấy nha tìm phòng rồi ok 100.000 trời ơi trai đẹp quá giải cứu cái viên chiên được quý vị ơi đi xe thôi anh đã thấy được không cho em ké cái xe này sau lưng cái đít xe hơi kém cái Vũng Tàu bán từ từ cho nó hết cực quá em ngồi lên xe luôn kéo ra luôn hầu như lát hồi theo ảnh về luôn đứng kế bên anh kia em mệt luôn nào hôm qua sinh nhật Cường không ủa hôm qua sinh nhật hả ủa hôm qua sinh nhật anh Cường hả chị trời sao không nghe nói không nghe nói vậy mới thấy đăng hả ủa rồi hôm qua có đi ăn uống gì không chị mai thôi mai kêu ổng ra đây đi mình không gọi nhà ổng mình ủa gì anh đợi ổng anh qua nhà ổng trời ơi anh đừng có làm chuyện gì có lỗi không em buôn bán anh ơi đừng có lo em vô em sợ lắm đừng có rủ em chơi gì nữa chơi gì đâu em tu rồi chơi gì đừng đâu đừng có kêu em đi chơi đồng tính rồi hoài luôn để lấy bóp lấy bóp và đưa tiền cho bọn nhân xài kìa đi luôn đi em mọi nhí trời ơi sẽ hợp mà em chê món này á chắn em cũng chê trời ơi học chung trường với em hồi xưa bên cấp 2 đó mọi người đừng có nói như vậy em tắt lửa còn đây không có ai uống ngồi không có ai đâu có không cho đâu đủ cho đâu hả đúng rồi khổ lắm su cà na nãy giờ không có nói chuyện với mẹ tuột rồi thường thường like là nhiều người xem giờ còn có trăm mấy à tuột giờ nghe mấy bạn nhậu rồi nghe anh bạn nhậu đó. Anh nhậu không nhậu có thâu tiền không mọi người đi chơi hello mọi người thâu tiền dạ hả à không đi giao vậy thôi đó không lưng nào ờ thôi à nè ủng hộ cái thảo nha mọi người ơi nè nè nhìn vô đây nè máy này đang livestream nè fanpage nè ủng hộ lấy ủng hộ của cho nghe nè nè cái địa chỉ nè nhớ bữa hổm á nhớ không 154-136-15-25 Âu Dương Lân 3 quận 8. Địa chỉ Thanh Thảo. Nhớ không? Nè 4 cái sẹt. Sẹt quá trời sẹt. Sợ nhất đi với chỗ sẹt sẹt. Vui vẻ đi. Có thâu hỏi đâu tiền không? Thôi tiền ship thôi. Khoan đi thêm nữa. Vậy là để sổ thêm 250 này đi. Em đi chung chỗ đó luôn. Nhớ ngắt cái nắp hộp để cho nó ngon. Mọi Nhi ơi, em có ma lực gì mà trai đẹp qua kiếm em hoài vậy mọi Nhi? Nhi có gì kìa, có chơi có ma lực gì kìa. Dạ tối nào em cũng chơi bùi chơi ngải, nuôi búp bê của Ma Thông á gì. Có. Hay em nuôi búp bê của Ma Thông. Chó sao bữa kiếm được vậy? Ủa 200 đô. Là sao? Ở em dán giấy trong chung cư ở trong chung cư này vậy à vậy ý là nói ai lấy cái lỗi của vậy đó dán khắp luôn à hay giờ dán đâu dán mấy cái chỗ thang máy chỗ ra vô dán mà em để ra sao nó ra được em đi chùa cái nó chạy mà ai không đóng cửa trời ơi em đi chùa rồi cái xong rồi nhà thằng nhóc nhỏ nó thả con chó ra rồi cái cửa lớn không biết ai mở nó vô thang máy đi xuống tầng trệt luôn ác với em gì đó gọi dưới lanh quanh dưới mấy tiếng đồng hồ với sạch nó tưởng kiếm đâu nghe liên kiệt cái trời ơi em đi ra mãi rồi hồi xưa anh bị mất mình một cũng vậy ra mãi phải không không nó chạy nó rớt trong chung cư là ủa hai con nó hai mấy đó hả gần 20 củ không cái con của em đó hả không con của em có kỳ định bạn em để là trên 7-8 triệu à đây vừa cho đúng rồi vừa bán chưa nó dễ gì đúng rồi con nó đục vô phải mười mấy mười mấy là con chuột ở tiệm là 20 có giấy con của em có giấy nhưng mà là con đi được rồi giấy ba mẹ nó có giấy bây giờ mình làm giấy là có mấy triệu 3 triệu mày làm giấy chi đâu có thi đấu mẹ gì đâu làm giấy làm gì
làm chó làm giấy gì vậy Nhi? Làm giấy kiểu có phả, có như là có cái giấy khai sinh cho nó vậy đó. Em mùa dịch này để Bồ Nhi bán cái viên chiên cũng cực không ấy, em đi chế hộp em đem Bồ Nhi về nuôi luôn cho rồi. Nuôi ai nuôi em? Đi anh gì kìa, anh trắng thôi. Trời ơi đừng nữa, em với nó đã qua cua rồi, đi chơi gái rồi thôi. Ngày trời xui ghê. Tắt nó nhá máy em, nó nhá máy em chứ tắt hồi nào, nó cố ý nó phá em như vậy đó mọi người. Ủa nhà anh Cường đâu vậy nè? Rồi tắt lên. Rồi đây hai cái hộp hả? Cái đó 100 hộp. Ủa cái đó nhưng không có sót. Quan không có sót không kia? Không. Ừ, chiên không vậy thôi. Cái này là 250 thì mới là sót sai. Phải cố gì nữa. Cho đi chung với người cái phần là phải. Cảm ơn anh nhanh Kiên ơi. Có gì đâu. Biết sợ không có bán ở đây, sợ bị sợ. Biết sợ đủ, sợ. Biết sợ đủ này hả? Biết. Kiểu thấy bán, kiểu thấy cà quay vậy là thấy... Bữa nào lo ok, bữa nào lo quay đi chứ tụi nè. Hồi nãy tụi Cao Tiến mới ngồi đây. Cao Tiến đi chưa ngồi nguyên bên. Cái đó là phải ăn cốt em đó. Đang ngồi lên để cốt em đó. Thì ngồi ít nhà mình không mà. Nhà nếu không thể nào hết được. Nửa cái Sài Gòn này nó vô cái danh bạ của em rồi. Gầu dữ lắm quý vị. Mọi người về nhà. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Chở Bồ Nhi về luôn đi em. Có thấy lên về. Ủa tối nay ngủ không được. Rộng rinh đó mọi người. Hello mọi người. Hello cả nhà nha, nãy giờ không có đọc comment cả nhà. Do anh Trừng bận có con tay rồi cả nhà. Anh Hân ơi, anh Quang Hột, đại gia của Nhi. Thì anh không đọc comment của anh Quang để coi lại cái comment của anh Quang nữa. Sốt hả? Đúng rồi, hôm qua anh có một vị đại gia đâu rồi. Trời ơi. Rồi, bữa nay mới làm cái bộ nữa.